chào mọi người nhé. Trưa nay mình giả muối ớt chấm ăn trái xoài nhé. Mọi người thèm quá rồi nè. Cái quá. Giả muối ớt chấm xoài nha mọi người nha. Giờ mình đi hái xoài chấm xoài nha mọi người nha. Mọi người ơi, giờ mình trèo cây xoài hái vài trái xoài để ăn nhé mọi người. Trời nắng nóng như này thèm trái xoài lắm rồi nè. Trái xoài mình hái chừng này thôi nhé mọi người. Mình hái ăn vừa đủ thèm thôi nhé mọi người. Xem muối ớt này ăn chắc là đêm đi chục lần luôn mọi người ạ. Cay quá. Thèm quá mọi người. Mời mọi người cùng ăn xoài nhé. Chắc mọi người không dám ăn ớt nhiều như này đâu nhỉ. Mọi người cùng thử một lần nhé mọi người. Mọi người ơi, xem video clip đừng quên nút like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ From Near 47 nhé mọi người. From Near xin cảm ơn mọi người.